mới sinh bé được gần 8 tháng, sữa của em ngày càng giảm dần và em tìm mua sản phẩm loại sữa. Em đã sử dụng rất là nhiều sản phẩm nhưng thấy không có kết quả. Vậy em nên uống cây thuốc gì để nhiều sữa ạ? Chào bạn, kinh nghiệm từ trong dân gian có rất là nhiều vị thuốc và bài thuốc rất là đơn giản để giúp cho chị em có nhiều sữa sau khi sinh. Với những người bình thường thì không sao, nhưng với những chị em bị thiếu sữa thì những vị thuốc này sẽ giúp ích rất là nhiều. Những cây thuốc giúp loại sữa mà dân gian ta sử dụng đó là lá cây sung ta, chè bằng sẻ, lá bồ công anh và quả đu đủ xanh. Cách dùng đơn giản là chúng ta có thể sử dụng một trong năm loại cây trên, sắc uống hoặc là hầm với giò heo để ăn hàng ngày. Liều dùng là 50g cây tươi hoặc là 20g cây khô đun nước uống hoặc là hầm với giò heo ăn. Cách đơn giản này thì sẽ giúp cho chị em có nhiều sữa và giúp bồi bổ, tăng cường sức khỏe, bổ sung dưỡng chất bạn nhé. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn. Hiện tại thì nhà thuốc đang có bán tất cả những loại thảo dược trên. Nếu như là bạn có nhu cầu mua sản phẩm thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline bên dưới để được nhân viên hỗ trợ thêm ạ.